đó giờ mấy mối tình rồi? Qua bốn mối. Bốn mối. Dạ. Mối nào sâu đậm nhất? À, mối thứ thứ hai. Mối thứ hai, quen nhau bao lâu? Ba năm. Ba năm mấy. Từ khi người đó mới bắt đầu đi học năm nhất, rồi đến khi mà người đó ra trường, xong rồi người ta đi làm, rồi có nhiều mối quan hệ, rồi người ta có nhiều sự lựa chọn. Mà lúc đó quen nhau là có sống chung với nhau không? Không, tụi em không sống chung. Không sống chung. Là cũng lâu lâu thì cuối tuần thì người đó qua em chơi rồi ở lại. Rồi xong rồi thứ hai là người đó về đi học. Là người đó cách em là quận 12. Không có bao giờ tụi em gặp lại nhau không? Từ ngày chia tay là không bao giờ gặp lại không nhau. Không bao giờ gặp lại nhau. Có thỉnh thoảng một lần hay là em có gọi điện để em hỏi thăm về cuộc sống, công việc. Rồi người yêu thì người đó cũng có bồ. Thì em hỏi cái hạnh phúc nữa là hạnh phúc như là nếu em hạnh phúc là anh vui rồi. Trong mối quan hệ của tụi em á thì em là giữ cái vai trò gì? Em là với trai chồng. Vai chồng. Dạ. Ngược lại là vợ. À, có sen được không? Chứ không. Em tôi mới tìm hiểu, tôi mới biết, tôi phải hỏi có sen được không? Em là hay bị rõ ràng. Trên là trên. Dạ. Chứ không có bị lưng chừng. Em thì sao? Em thì muốn mình đóng vai trò dưới hơn nhiều hơn. Nhưng có bao giờ mình tức là em thấy này là chị ở trong chuyện tình cảm á, khi em quen một cái bạn đó thấy nhỏ tuổi hơn em thì em có thấy em gồng lên được chị. Rồi. Nhưng mà trong cái chuyện tế nhị thì nó đáp ứng được nên là cũng không thích. Em muốn là nó trọn vẹn luôn. Là vậy là cũng đã từng phải gồng lên rồi. Dạ, gồng nó bị đứt. À, gồng nó bị đứt rồi. Dễ thương, rất là thiệt tình, gồng nó bị đứt ha. Thì là hiểu rồi đó. Càng ngày tôi càng hiểu biết về cộng đồng LGBT chứ. Dạ. Tới tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì em trải qua 3 mối tình. Trong đó có một mối tình đơn phương và 2 mối tình là song phương. Đơn phương là sao? Mối tình đơn phương là một mối tình mà để lại cho em một cái dấu ấn nhiều nhất. Hồi đó em xấu lắm. Mặt em mụn rỗ này nọ lắm. Sao giờ đẹp vậy? Để em kể. Em quen một cái bạn nam đó là trai thẳng. Bạn học cái lớp sát bên em. Em dụ người ta phải không? Nói chung là hai đứa cũng quen thân. Nhưng mà bạn ấy là nằm trong top 10 bạn nam đẹp nhất lớp. Mà lúc đó em nghĩ là em quen được một cái bạn trai mà đẹp nhất lớp nữa. Mà em lúc đó là em mới vào ngành nè chị. Ngành gì? À, giống như là vào ngành đây lắm, như là em mới bước vào cộng đồng LGBT. À, trời, vào ngành. Trời ơi, rồi vào ngành. Lúc đó thì hai đứa cũng chơi thân với nhau lắm. Đi ăn cũng đi ăn chung, đi chơi cũng đi chơi chung. Nhưng mà bạn nó nghĩ em là một bạn trai bình thường. Dạ đúng rồi chị. Rồi, tức hiểu. Là thân hơn mức bình thường. Rồi. Thậm chí là đi mua quần áo chung, thử đồ chung. Vậy mà em là bạn nó thẳng. Bạn ấy nói chung là trong cái cử chỉ bạn nó rất là thẳng luôn, không có khái niệm gì mà gọi là thích con trai theo kiểu yêu đương. Mắc mới gì mặc đồ chung với nhau có không? Nào hai thằng đang em nói là không? Đi mua đồ chung á chị. À, đi em mua mặc đồ chung, mặc đồ đôi. Rồi có khi thử chung đồ á. Như là hai đứa là nhiều khi cái chỗ đó đông quá thử chung đồ. Rồi cuối cùng khi quen nhau như vậy, thân như vậy thôi, nhưng mà bạn ấy không có biết nghĩ em là trong tâm bạn ấy không nghĩ em là thích bạn đó. Chỉ là hai đứa bình thân bình thường thôi. Cái một thời gian em bắt đầu thấy bạn ấy có những cái đăng những cái dòng trên Facebook á là đi chơi một bạn nữ. Bắt đầu em ghen. Nhưng mà em ghen ở đây là em không biết, mình không có ghen chính ngôn thuận được. Tại vì mình đâu có phải là người yêu của bạn đó đâu. Đúng rồi. Mà càng thấy bạn ấy mà đi chơi, bạn ấy mà đăng lên là em nóng lộn lên. Nhiều khi em tối em ngủ không được chị. Em nóng đến mức độ mà bạn ấy đi chơi, em biết bạn ấy đi chơi bạn nữ đó rồi. Em gọi về chứ bằng được. Em nói em đang bệnh sắp chết rồi gì đó. Em nóng 39, 40 độ rồi, giờ sản rồi, không còn khả năng gì nữa. Về cứu liền, mua thuốc liền. Rồi nó có về không? Thì thật sự là bạn ấy cũng có về. Nhưng mà về thì lúc mà nhắn tin là 1 tiếng rưỡi sau mới về. Cái lúc bạn ấy về xong cũng mua thuốc giảm sốt, cảm rồi. Lúc mà em nhớ là 11 rưỡi rồi. Cái em thấy em đi ra bình thường nè. Em nói ông đi đâu đó? Nó nói tôi đi chơi ai. Em nói chung là em hỏi như là mình đang ghen đó. Nhưng mà em cũng không biết là nói sao mà để mình thể cái cơn ghen mình ra. Thì tới một cái mức độ nào đó thì em cũng không có kiềm chế được nữa, em muốn bộc bạch mình luôn. Thì cái hôm đó là bạn ấy đi chơi Cần Thơ với bạn nữ đó về rồi. Trời ơi, xong rồi. Trời, em nóng lắm á chị. Em nóng lắm nha. Nó về là khoảng lúc đó, nó về là khoảng 6 giờ, 6 rưỡi nó dậy mớ kịp tắm. Em nói đi ăn với tôi đi. Nó hơi mệt quá rồi, ăn không làm biến đi ăn lắm. Anh đi ăn đi, có chuyện nói gấp lắm, quan trọng lắm, không nói là không được, chết đó. Hù hoài, hâm dọa hoài, nó đó. Sợ. Thì nó nghĩ em bạn thân mà, xong rồi cái nó mới chở em đi ăn, xong rồi cũng hai đứa đi ăn, ăn lẩu rồi uống sinh tố đầy đủ. Xong là 11 giờ là chở em về nhà. Trời ơi, cái gì mà từ 6 rưỡi tới 11 giờ chưa vô đề nữa. Em không biết nói gì mà em tức lắm, em tức lắm gồng mà. Em nói chết mà giờ mà nói chắc thì có vún nó luôn á. Rồi đó, coi bạo lực quá, nóng quá, mình chèo dưới bạo lực quá. Tại vì lúc đó mình chỉ biết mà dạng ghen mà. Rồi cuối cùng sau đó em mới nói tôi có chuyện cần nói với ông. Là 11 giờ đêm rồi đó. Dạ 11 đêm. Trước cửa nhà em rồi. Luôn cửa nhà nội em luôn. Nói tôi yêu ông vậy đó. Trời ơi, rồi nhỏ
nó đứng hình, em nhớ đứng hình khoảng 5 phút chị. Ừ. Nó nhìn em nó trưng trưng như nè. Xong nó không nói đủ chưa. Em tưởng là nó phải nói em không mà nó không nói. Nó đi về. Rồi em nhắn tin nó cũng không trả lời, nó không khóa số nhưng mà em nhắn tin không trả lời. Ngày hôm sau đi học cũng né em nữa. Ừ. Rồi coi như một thời gian đó là bạn ấy tránh em luôn. Ừ. Lúc đó là em sống trong cái sự trầm cảm chị, thì cái tình đầu mà nó đẹp mà. Sau đó rồi cái em buồn quá, em biết nói ai mà chị, em nói lúc đầu đó em phải nói chị một người đó. Em mới lôi mẹ em ra em nói. Trời em cơ mau luôn. Trời ơi. Em nghĩ trước đầu là kịch bản là chắc mẹ sẽ lồng lộn lắm mà giận lắm á, chửi đủ thứ chuyện, em sợ kịch bản hết trơn rồi. Em sẵn sàng chịu đựng luôn, chấp nhận nhưng luôn. Nhưng mà cuối cùng không xả chị. Rồi đúng không? Đi học. Sao mẹ vậy? Mẹ bình thường. Vậy là trước đó chắc mẹ em có đoán trước thì mẹ có đoán nhưng mà tức là mẹ không có thể hiện hành động thôi. Rồi lúc đó mẹ có an ủi em, dỗ về em gì không? Nói chung cũng em cũng nói tiền tình cảm nên mẹ nói ừ thì giờ mẹ không thích, nó không thích mày thôi thì giờ duyên không có thôi. Em tưởng lồng lộn lắm, cuối cùng hôm đó em bị trớt. Em tưởng làm kịch bản em soạn sẵn rồi em bị trớt đúng không, mà cuối cùng ra hài kịch. Ờ à, nó vui. Vui. Mẹ em bình thường, mẹ em cười bình thường, cười vui vẻ lắm. Ủa vậy hả? Rồi từ đó là sao là mẹ em... lúc đó thì em bắt đầu em quyết tâm em làm đẹp. À, em nói là à, bây giờ dụng làm đẹp nữa. Rồi sao? Bắt đầu em về em tìm đủ mọi cách. Em đắp dưa leo, em đắp chuối, đắp chanh, thứ trái cây gì em cũng đắp hết. Ừ. Em đắp nhưng mà lúc đó nó bị dẫn. Thì không biết. Sau này khi mà em có quen một cái chị bạn, chị hay lấy mỹ phẩm Hàn Quốc về á. Ừ. Thì em có những xài những cái mẫu Hàn Quốc á, em xài tới bây giờ. Có dao kéo gì không? Dạ không. Cho trái cây thôi đó phải không? Tự nhiên luôn. Rồi mấy bạn gái mà con muốn đẹp thì hãy học hỏi bạn ấy nha. Cứ theo bạn ấy coi sử dụng cái gì. Nhưng mà vừa vừa đừng để tới hồi mà mặt hư luôn nha. Sao em nghe chuyện tình của em anh thấy sao? Anh thấy nó bình thường mà tại vì... Sao tụi em cứ mẹ tạt nước vô bản bản rồi bây giờ em tạt nước vô bản nữa. Tại vì những cái câu chuyện của bạn này kể đó thì em đã từng nghe rồi. Nhiều đứa kể em yêu đơn phương người đó như vậy đó. Cái em mới ngó ngược lại em rồi. Ủa tại sao mắc mới gì mình không tìm một người giống mình yêu, mình phải yêu trai thẳng chi cực vậy? Ờ chi cực vậy ha. Đúng. Cái nó kêu hồi đó nó đâu không biết. Tại nó chỉ là nó thích theo cái trái tim thôi. Ừ. Đó. Không biết ta thẳng hay cong gì đâu. Dạ. Tính nào cũng tính vuốt vuốt cong ta được không? Em được có nghe gì nhiều lần rồi em cũng bình thường. Câu hỏi cuối nè. Cái bạn trai đó rồi bây giờ có sau đó có chơi lại với em không? Khoảng gần 6 tháng sau thì vẫn nói chuyện là bình thường. Lúc đó là cảm xúc em không còn nữa chị. Còn bây giờ vẫn là hai thằng bạn thân thôi, bạn thân thôi. Bây giờ em nếu mà nói thật sự ra bây giờ với cái giao diện em bây giờ thì em nghĩ là em đủ tự tin để em quen bạn đẹp hơn nữa. Ờ nhưng mà cái bạn đó vẫn là thẳng đúng không? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này bạn ấy vẫn là thẳng. Chúc mừng em. Vui, câu chuyện vui. Thôi bây giờ muốn tìm một người bạn đồng hành với mình là người như thế nào? Em cũng không còn nhỏ nữa thì em cần một người đó là chín chắn trong cuộc sống. Quen một thời gian cảm thấy mà hợp thì tụi em sẽ có một cái đám cưới hoàn hảo. Ồ, là em vẫn mong muốn được một sự công khai, được sự chấp nhận của gia đình, của xã hội, đúng không? Quan trọng là bên gia đình bên kia chấp nhận tụi em. Rồi. Ủng hộ từ gia đình. Ok. Dạ. Em thì sao? À, em cũng đồng quan niệm với bạn trai bên đó. Em sợ gì nữa, mẹ em chịu rồi, em sợ gì nữa. Với em thì khi mà em đến với chương trình này em rất là nghiêm túc. Em muốn là tìm một mối quan hệ cũng nghiêm túc. Và cuối cùng là đi tới một happy ending. Tức là phải có đám cưới. Bởi em quan niệm rằng là dù ở là nam với nữ hay là nam với nam hoặc nữ với nữ cũng vậy, kết hôn nó là một kết quả của tình yêu đẹp. Và thứ hai nữa là em muốn là cùng nhau để mà gây dựng gia đình, cùng nhau làm để mà chung đắp xây cái gia đình đó. Em tìm đối tượng là đừng có quá là keo kiệt, đừng có quá là gia trưởng, với lại men hơn em một chút. Men hơn em nhiều. Dạ. Trong này anh nào men nhất chị gả cho em. Nhìn cho kỹ nha, bốn mắt là phải nhìn rõ hơn hai mắt. Anh nào men nhất chị gả cho em. Thấy nhiều anh đẹp quá. Trời ơi, thôi vừa vừa thôi, cứ bớt bớt lại cho người ta sống với. Em nghĩ anh này với anh này. Tại sao chọn anh đó? Em cảm nhận cái miệng, biết là cái giọng nói nó khớp khớp. Giờ chị gả em cho ảnh, em chịu không? Nhưng mà ai giờ chị gả em cũng chịu. Sao vậy? Sao em nói bây giờ em tự tin về cái giao diện của em đó mà sao em... Thì bây giờ là anh này là ảnh phù hợp với giao diện của em rồi. Mà bây giờ chị gả em cho anh này em chịu không? Chịu. Rồi gả cho anh này chịu không? Thôi chọn một anh thôi, chọn anh nói em là... Thì đó, em mới nói sao vậy, gả ai cũng chịu, bây giờ gả anh này chịu không? Chị chọn cho em hai, một trong hai anh này thì em được chịu, nhưng mà không phải lấy cả hai được. Sao lấy được cả hai? Tham quá. Giờ anh này lấy không? Dạ lấy. Rồi, dính nó đi, chờ nó đi, có chưa? Em nghĩ là bạn này. Tại sao là nghĩ bạn đó? Sao tròn tròn tròn. Giờ chị đem về gả cho em chịu không? Thì tụi em gặp nhau. Ừ. Thì cảm thấy mà
hợp nhau qua nói chuyện. Hiểu rồi, thấy chưa, người ta lớn tuổi hơn mình, người ta chín chắn, người ta đâu có bợp chợp như em. Thứ gì mà mới nhìn trai đẹp cái chưa có rủi mở mặt ra, nó không phải giống như hình. Hình chỉ là cái gì đó nó ảo thôi, rồi làm sao? Em có biết bao nhiêu người hẹn hò nhau qua mạng, gặp nhau ở ngoài thất vọng tràn trề đi về tự giận luôn không? Không chị, em thường thường mà em nhìn qua hình á là em trừ cái nhan sắc đó, em trừ khoảng tới 40% em ra nhan sắc thiệt chị. Em đã trừ 40% rồi đó hả? Trời, cái tiêu chuẩn em phải tại vì bây giờ là em muốn có chồng, muốn có chồng lắm rồi. Sao vậy em, giao diện mình ok? Không phải tại chị, tại vì cái độ tuổi em bây giờ em nghĩ nếu mà trong tương lai nó này em cũng phải già thôi. Trời ơi, mới có 26 tuổi hả? Dạ em 28 rồi. 28. Người ta nhiều biết không, 30 mấy rồi người ta còn chưa sợ ế nữa. Nhưng mà 30 mấy miễn sao còn sức là được rồi. Thôi, chị nói không lại cưng nha. Chị gả nó cho cưng được rồi, chị mệt lắm nhưng mà em chịu khó nha. Em phải chịu nghe nó nói. Kệ, vui em, vui giống như nghe nhạc vậy đó. Cái này là nếu mà em lấy về là em phải mua thêm máy, chị. Máy gì cưng? Trời tim chứ. Được, chị thấy được đó. Mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chị xem coi hôm nay hai bạn chọn đúng không. Nhìn đi. Đó. Chào em. Vậy là em chọn đúng rồi đó chị. Đúng rồi, anh cũng chọn em đúng mà. Tặng em món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà. Tặng em món quà. Có đẹp không? Ừ, đẹp không bằng em đâu. Dạ em có một cái món quà này nó đi qua bao tử. À cảm ơn em nhiều. À cái này là tự tay em làm. À, nó cũng đơn giản thôi. Anh mở ra đi. Mở ra ngồi xuống mở ra ăn liền chứ trời ơi. Thiệt tình. Trời ơi cháo. Em xin giải thích luôn là cái món cháo là cái món cháo hành. Ừ. À, ngày xưa em đi học văn học với là em cái món cháo hành này là món cháo hành giữa Chí Phèo và Chị Nở. Ừ. À, cái món cháo hành này nó mang ý nghĩa là một cái tình yêu. Tuy nó hai người là xấu đều như nhau. Nhưng mà nó thể hiện cái tình yêu, cái sự chăm lo của hai người. Hành ở đây là nó đại diện cho sự thơm nồng. Nhưng mà sao hôm nay có thêm thịt, Chí Phèo không có thịt? Không, để em nói thêm, tại vì giờ hai em với ảnh đẹp quá nên là thêm thịt. Chị biết mà chị hỏi thôi cho chị đoán được liền. Cái món thịt kho tiêu á là nó mang cái tính chất là mặn và cay. Hai cái món này kết hợp với nhau, em muốn là trong cái tình yêu á lúc nào nó phải là cái sự nóng bỏng. Nó không có nguội lạnh được. Thứ hai nữa là phải có sự thơm nồng trong đó, có sự quan tâm ở trong đó. Khi mà về sống chung với nhau á thì khi nào em đi làm về em sẽ nấu cơm cho chồng. Trời ơi, nhỏ thâm thúy ghê vậy mà không chịu lấy thì tôi gả cho đứa khác á nha. Lấy không? Chưa mà chị. Cho cái muỗng ăn thử miếng này cưng. Trời ơi, rồi được mình em nấu nó cái nêm nếm nó hơi lạc một xíu. Ăn kèm với thịt mà em phải thịt vô. Thịt thì ok. Dạ. Cháo thì nó hơi bị nhạt. Nhạt một cách như là nêm không có được đều tay. Không, em muốn là cái vị cháo nó tô đậm lên cái vị thịt đó. Nên em phải nêm nó nhạt như vậy. Giống như cháo trắng vậy đó, còn cái này là cháo có thêm hành thôi, có nêm nếm gì đâu. Tại cháo ăn với thịt. Em là người miền Tây nên em nêm nếm nó hơi ngọt nên là không biết có vừa miệng hay không. Không, anh người Trung nhưng mà anh là thích ăn cái vị của miền Tây là anh thích ăn ngọt. Anh không thích ăn vị miền Trung. Okay. Bây giờ chấm điểm cho tôi đi, thang điểm 10 nè. Chấm nhiêu nè? Này là 8 điểm. 8 điểm. Em thì rất là thích đi ra ngoài. Nên là lâu lâu hay là một tuần á, anh có thể dành cho em bao nhiêu buổi để đi chơi? Anh thì làm công việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thì anh chỉ sợ là em làm văn phòng thì chủ nhật cũng nghỉ, nhưng mà thứ bảy chủ nhật anh không nghỉ được. Thì anh chỉ rảnh buổi tối. Thì buổi tối thì em lúc nào em cần thì anh sẽ có ở đó. Không, buổi tối thì em vô tư anh. Thì đó chỉ là có ban ngày thôi. Chị nghĩ là cuộc đời em lúc nào em cũng vô tư hết trơn chứ không phải là chỉ có buổi tối em mới vô tư. Anh đi xuống từ giờ nào cũng có em lúc đó, cũng có mặt em hết trơn. Vậy đó hả? Ở nhà em ở đâu là? Nhà em ở quận 8. Ở quận 8. Mà xa anh không? Em nghĩ từ Thủ Đức xuống quận 8 luôn. Em ở khúc cầu Chánh Hưng đó. Anh cầu chi không? Cầu Chính Hưng là đi đường... Nếu mà anh đi xuống thì anh đi đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Văn Kiệt là... Anh tới cầu Nguyễn Tri Phương là qua cầu đó là tới nhà em rồi. Cũng không xa mà không gần. Tầm mười mấy cây. Chịu khó đi anh. Lành quá nè, ảnh không xuống được thì em xuống thăm ảnh. Thì có vấn đề đó thì nếu mà hai người mà đã thuận nhau rồi thì nó không cần thiết mà xa hay gần nữa. Để yêu nhau rồi thì không cần thiết xa nữa. Tiết kiệm thời gian. Ví dụ mà bữa nào anh bận thì em sẽ chạy lên. Dạ. Chạy lên anh đi chơi. Bữa nào mà anh rảnh thì anh chạy xuống với em. Quan trọng em ngồi sau lưng anh được rồi. Nó không định chạy luôn đó. Nó chỉ đại chạy một lần xuống ở luôn, khỏi về luôn cho nó lẹ. Anh nói cái này thì em đừng buồn. Dạ. Em sẽ giảm bớt cái đồ nói của em. Ví dụ cái nào cần nói thì mình nói. Chứ đừng ví dụ đi những cái chỗ đám đông thì mình cái nào mình cần nói. Còn không nói thì thôi, đừng bao giờ mà sẵn ra thì người ta họ đánh giá thằng nó đẹp mà nói nhiều quá. Đó. Nhỏ này được cái rất là thiệt tình luôn. Nãy giờ nói thẳng thắn dễ sợ luôn. Nếu mà tôi gái mà nãy giờ ngồi nói vậy chắc tôi đứng dậy tôi đi về tôi khóc rồi. Nãy giờ mà bé nãy vẫn cười tươi luôn. Không, anh thích cái chữ thẳng đó. Thẳng quá, cái này thẳng quá. Bữa nay em trai thể hiện tài năng nói nhiều hát phải hay nha. Thì đến đây em cũng chuẩn bị một bài hát. Em hát bài Miền Tây Quê Tôi. Rồi.
Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn vương. Tiền Giang Mỹ Tho Cai Bè Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Trời ơi, em mà nói em không lấy một cái chị gả cho người khác liền. Hồi nãy trong tấm hình của em á là chịu hai ba người luôn á. Quá dễ thương luôn, sao em buồn được. Đi làm một ngày mệt mỏi về áp lực quá, tắm rửa ra nghỉ ngơi nằm nghe nhỏ hót thôi là cũng vui rồi. Đúng không em? Hạnh phúc nó chỉ là những điều rất là đơn giản. Nhưng mà nói nó cũng bớt lại chút xíu nha cưng nha. Dạ. Để dành cho người ta phát biểu cảm xúc với. Nghe không? Rồi giờ hai bạn nắm tay nhau một cái đi nè. Sao nắm lạnh vậy? Phải bắt tay nha. Em lạnh quá. Rồi. Lạnh thì làm sao cho người ta nóng, hiểu không? Rồi bây giờ nè, đặt cái tay vô nút bấm này. Suy nghĩ cho kỹ. Đừng nghe mọi người kích động. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút là hốt về. Không đồng ý buông tay ra tôi gả. Tôi kiếm người khác cho, đừng lo. Tụi em đẹp mà. Em nói nãy em nói với cái giao diện này của em sợ gì ế? Đúng không? Chuẩn bị tinh thần đi. 1 2 3 Mời hai bạn về cùng một phía. Về cùng một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta bấm nút hẹn hò.